Chết. Chi à? Tóc Chi cũng đẹp lắm đó. Chắc là ngày nào bà Chi cũng chải tóc cho Chi đúng không? Kế hơn nè. Làm gì đó? Đây là lần cuối cùng tôi chép bài cho Vũ. Tại sao? Sao hôm qua Vũ không tới? Hôm qua Vũ có việc mà. Việc gì? Vũ thái độ vậy là sao vậy? Vũ có biết á, là hôm qua tại Vũ mà ngoan biết. Thôi tôi kệ hai người đó. Vũ, hôm qua tao thấy mày mặc đồ đẹp đi đâu vậy? Đừng nói với tao là chơi Nguyên nha. Ôi nhưng mà hôm qua cũng cảm ơn mày, không nhờ mày là tụi tao bị chôn sống luôn rồi á. Nguyên biết không, một mình thằng Vũ hôm qua chấp 8 thằng. Chúc hai người vui vẻ nha. Cố gắng nha Vũ. Vậy là ngày hôm qua Vũ đánh lộn. Thank you.
Sao đứng đó? Ngồi đi. Làm gì mà bà tự tử vậy? Thôi, Khánh không hiểu đâu. Bà không nói sao tôi hiểu được. Nếu thế giới này ai buồn cũng tự tử như bà thì chắc bây giờ tuyệt chủng hết rồi đó. Cái gì vậy? Máy nghe nhẹ. Để làm gì? Để ăn. Cho bà luôn nè. Mỗi lần tôi buồn hay là có chuyện gì không vui, tôi đều mở nó ra và nghe những bài nhạc trong này. Nó giúp tôi cảm thấy khá hơn rất là nhiều. Ngoài bà tôi ra thì Khánh là người thứ hai tốt với tôi vậy luôn á. Tôi rảnh quá đi tốt với bà. Tại vì tôi không muốn học trong một ngôi trường mà có nữ sinh tự tử. Khi bà tự tử thì sẽ là một cái hồn ma, nó sẽ ve vẩn trong ngôi trường này. Tôi chỉ là ma lắm. Ủa, mà bộ bà không nhớ vậy thiệt hả? Khánh mới chuyển trường tới đây mà, tôi lần đầu tiên gặp có nhớ gì đâu. Sao Khánh không đi học đi cấp tiết hoài vậy? Biết trường này là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người không? Mơ ước cái nỗi gì, trường này có gì đâu mà đáng mơ ước chứ. Trời, ba tôi á là... Ba Khánh là ai? Ba tôi là chồng của má tôi. Ủa mà bộ bà không tính xuống đi học hả? Tính cấp tiết luôn hả? Tôi sợ mấy gì vậy? Sợ gì? Không có gì hết á, không có sợ gì hết. Sợ thì đi. Sao vậy? Khánh vừa lấy cặp kìa. Hôm trước á, em đi thi hát sao rồi? Dạ, thì... Em sao vậy? Em rớt rồi. Sao mà rớt? Giọng hát của em á, cô nghĩ phải đậu chứ.
Dạ thì em không có hát. Sao lại không hát? Em sợ càng nói á, cô càng không hiểu luôn á. Em sợ điều gì? Thì em sợ đứng trước sân khấu, sợ đứng trước người lạ. Ê thằng Mai, có thấy là trường Quỳnh chứng kiến có sao sao? Sao là sao ba? Ừ. Đáng lẽ ra là nó phải hình sấm sét. Như vậy nha là thể hiện được cái sự mà anh hùng nè, anh dũng lắm thiệt của tụi mình. Hiểu không? Nếu trường mình mà để cái phù hiệu hình sấm sét á thì nó không có tên là Thiên Phong đâu. Chưa tên gì? Thiên Lôi á. Thằng này thiệt luôn á. Tôi sợ hàng bay rồi đó nha. Hỏi ba cái tàu lao. Tao còn sợ tao mà. Ê học bài chưa? Mai kiểm tra á. Học cái gì mới mệt. Lật phao. Cái gì vậy? Tụi bóng rổ trường không nữa kìa. Thì sao? Bú nó rồi mà. Nó có giang hồ nữa. Có gậy nữa. Ngồi xuống. Đông lắm. Mày đã la nó coi đánh thế nào. Thôi giờ sao Hảo? Mày thật tao không biết sao nữa. Nó đông quá kìa. Ê. Mày làm gì đúng lúc này vậy? Tụi trường đại vũ ở ngoài kìa. Tao không ngờ mày vậy luôn á Hảo. Mày nhỏ thôi. Thì sao? Sợ gì bữa nuốn rồi mà. Ê, nó kêu giang hồ nữa. Nó còn gậy nữa. Ê Khanh, Khanh. Đồ hèn. Nó kìa đại ca. Nó đó. Đồ nuốn em đại ca. Bữa nó quất em quá trời luôn. Chơi nó đại ca. Mày kêu ông Thiên hay gặp tao? Nó là bạn của tao. Có gì xin lỗi nó giùm mày Khanh. Đây là chuyện của tao với nó, không phải của mày. Mày làm gì mày? Giờ anh chuyện của tao với mày rồi đó. Còn ngồi coi chi vậy? Ai đừng